Người ta thường đồn thổi các khách sạn không hiểu thì ít nhiều đều có ma quỷ chấn giữ. Thật tình mà nói thì ma quỷ trong khách sạn cũng không có gì đáng sợ cho lắm. Khi ta chỉ nghe những người này làm việc hay từng trọ khách sạn thuật lại rằng họ thấy bóng trắng đi ngang qua, ngang lại hoặc ma quỷ hiện hình kêu gọi trong mơ. Tuy nhiên, có những loại ma trong khách sạn đáng sợ hơn thế. Sau đây là một câu chuyện được kể bởi một người bạn thân của tôi, Tùng. Anh là một nhân viên bảo vệ lâu năm tại khách sạn 3 sao ở tại Việt Nam. Ca làm của Tùng thường sau 10 giờ đêm. Ngày hôm đó khách trọ không nhiều lắm và cho đến 22 giờ đêm, Tùng không gặp bất cứ một người nào quanh đó. Kể từ lúc đó cho đến sáng hôm sau, không có ai còn nhìn thấy Tùng làm việc tại khách sạn đó nữa. Anh đã nộp đơn xin thôi việc. Giám đốc khách sạn thấy rất thắc mắc trước nguyên nhân nghỉ việc của Tùng và hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Tùng thuật lại như sau: vào khoảng 22 giờ đêm, như mọi khi Tùng vẫn đi tuần quanh khách sạn. Khi đi ngang qua phòng đặt giặt của khách sạn, Tùng chợt cảm thấy xương sống của mình lạnh toát. Tùng ngó lên trần nhà mà nghĩ rằng hệ thống điều hòa có lẽ đã bị hỏng. Anh xem chuyện đó không có gì đặc biệt. Vừa bước chân ra khỏi phòng giặt được mấy bước, anh bỗng nghe một tiếng động khác thường. Ban đầu tiếng động nghe lạch cạch như có ai tìm mở cánh cửa sổ chui vào phòng. Ở tận tầng 5 vào giờ này, Tùng chăm chú lắng nghe, tay lăm lăm chiếc rủ cui. Anh bước từng bước vô phòng giặt, chưa kịp mở đèn lên thì đã nghe 3 tiếng tọc 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 từ valabo, rồi một tiếng la thất thanh vang lên như muốn xé thủng màng nhĩ. Tiếng la khủng khiếp đã xé tan cả bầu không khí im lặng quanh đó. Tùng tháo mồ hôi hột và suýt nữa đã ngã bổ nhào xuống. Sau một vài giây chấn tĩnh tinh thần, anh nghĩ rằng chắc đó có ai vì quá sợ hãi chuyện gì mà ta lo như vậy. Tùng bước vào phòng giặt, nhiệt độ tại đây lạnh hơn cả ngoài trời và không hiểu vì sao Tùng bỗng không tự chủ được mình, hai hàm răng của Tùng va vào nhau cầm cập.